Chào mọi người, mình là Phúc và tiếp tục sẽ đến ngày thứ 33 của CDK Chai đội hình lần này. Và hôm nay đội hình vẫn chưa có thêm một sự thay đổi nào cả. Và tình trạng sắp tới sẽ diễn ra thường xuyên hơn khi mà mục tiêu mình đặt ra đều rất khó mua. Thật sự mà nói, nếu nạp tiền thì vấn đề này sẽ giải quyết cái một luôn á. Chúng ta có thể đem về những cầu thủ chất lượng như Varane bắt tung bắt, Pogba bét rún cúp hay thậm chí là những mùa ai cần. Nhưng trở lại thực tại thì không phải vậy. Đây là CDK Chai nên những cầu thủ chúng ta có thể ưu tiên là rẻ, chất lượng nhất trong tầm giá. Và từ lúc chơi FIFA Online 4 đến giờ thì quan niệm của mình luôn là dùng những cầu thủ cộng 5. Nói chung là tùy quan điểm của mọi người thôi, tại vì ai thì cũng có một cách chơi game khác nhau mà. Trước mình có chơi cộng 3 cộng 4 nhiều lần, nhưng nó bị lấn cấn ở chỗ này nè. Sau một trận đá răn mà đội hình của mình phong độ không tốt ấy, những cơ hội ngon ăn mà lại đá ra ngoài, nản thật sự luôn ấy. Và trong lúc đang ở cái sự bồng bột ấy thì mình lại đập hết đội hình, thế là bao nhiêu công sức cày tiêu tan hết luôn. Và từ đó mình rút ra được là nên bui cộng 5. Và từ khi mình xây dựng được đội hình full cộng 5 trở đi là tình trạng mà đập cầu thủ trong lúc ức chế về game như vậy nó không còn diễn ra nữa. Không biết ở đây có ai giống mình không nhỉ? Đương nhiên là nếu bạn vẫn thích trải nghiệm những cái mới thì bạn vẫn có thể dùng cầu thủ cộng 2, cộng 3 mùa mới chẳng hạn. Còn mình thì không như vậy. Trong một lúc nào đó khi nhìn vào giao diện, nhìn ngắm đội hình đi, full bạc thì chắc chắn nó phải đẹp hơn là 2-3 màu khác nhau rồi đúng không? Và ở đây có anh em nào khi build team là làm luôn một đội hình cộng 5 giống như mình không nhỉ? Cùng bình luận cho mình biết nhé. À, hôm qua mình có bảo là Zidane hơn Benzema và cũng có khá nhiều anh em phản bác lại. Ok, mình không nói ở đây là ai đúng ai sai vì đấy là cảm nhận của mọi người. Không biết mọi người chơi game có để ý đến cảm hứng không nhỉ? Với mình, khi mà bui một đội hình gì đó, trong 11 cầu thủ ít nhất phải có một cầu thủ mình cảm thấy là thần tượng. Ví dụ như bui team Bồ Đào Nha đi có Ronaldo, bui tuyển Đức có Müller, bui Liverpool có Steven Gerrard. Và mình thấy như vậy thì khi vào trận đấu nó sẽ có cảm hứng hơn và mọi người một quan điểm. Còn bạn như thế nào cùng bình luận để góp ý nhé. Và hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã xem. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Additionnel.